Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thông tin được báo Tiền Phong đăng tải, do sự chi phối của El Nino, theo dự báo, Biển Đông sẽ có khả năng xuất hiện khoảng 5-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới vào nửa cuối tháng 8 đến tháng 11. Không nằm ngoài ảnh hưởng của bão, Việt Nam có thể phải hứng chịu ảnh hưởng của 2-3 cơn bão trong số những cơn bão xuất hiện trên Biển Đông. Khả năng cao bão sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta, cần phải đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Cụ thể, theo thông tin dự báo, trong thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, sẽ có khoảng 1-2 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam nước ta. Trước đó, Biển Đông đã từng xuất hiện 2 cơn bão trong tháng 7. Cơn bão số 1 đã đổ bộ vào khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc vào ngày 18 tháng 7, sau đó đi dọc theo biên giới Việt-Trung và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn vào chiều tối ngày 19 tháng 7. Còn cơn bão số 2 xuất hiện trên khu vực Đông Bắc Biển Đông nhưng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Mặc dù cả hai cơn bão trên đều là những cơn bão có cường độ rất mạnh, tuy nhiên cơn bão số 2 đạt cấp độ của một siêu bão trước khi đổ bộ vào Phúc Kiến, Trung Quốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, trong nửa cuối tháng 8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Trung Bộ với một số ngày nắng nóng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Bước sang đến tháng 9, nắng nóng còn có khả năng xảy ra ở Trung Bộ với cường độ giảm dần và không kéo dài. Ngoài ra, theo dự báo, trong những tháng 9 đông, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1,5 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1 độ. Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 21 tháng 8, thời tiết miền Bắc duy trì nhiều mây, âm u và có mưa rông. Mưa tập trung về đêm và sáng với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70 mm. Tình trạng ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và khu vực đô thị có thể tái diễn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa lớn trong hôm nay với lượng mưa từ 30 đến 70 mm trên một ngày. Có nơi mưa rất to trên 120 mm, tập trung về chiều và tối. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông có kéo dài trong những ngày tới ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Từ ngày 22 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố lân cận có thể giảm mưa. Người dân đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đồng thời, mưa dông khả năng đi kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, nắng nóng bắt đầu suy giảm rõ rệt cả về diện và cường độ ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên. Hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh, thành phố dao động từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 55 đến 60%. Đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23, ngày 24 tháng 8. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Từ chiều cùng ngày, mưa ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Thái Nguyên. Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 8, mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Từ ngày 22 tháng 8, khu vực này tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Dự báo xa hơn, từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 8, thời tiết khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội vẫn duy trì mưa dông trong nhiều ngày, đặc biệt là trong 3 ngày, 22 đến 24 tháng 8, sẽ có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa to đến rất to, các ngày khác có mưa dông rải rác vào chiều và tối. Mức nhiệt cao nhất trong những ngày này chủ yếu khoảng 33 độ thời kỳ đầu và tăng lên 34 độ ở 3 đến 4 ngày cuối. Cập nhật từ Thông tấn xã Việt Nam cho biết, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tối ngày 20 tháng 8 cho hay, các tỉnh Hà Giang và Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to như Quảng Nguyên, Hà Giang 88,2 mm, Nà Chi, Hà Giang 43,8 mm, Bản Liền, Lào Cai 57,6 mm,
các tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng đã có mưa vừa mưa to như Đắk Rơ La 81,6 mm, Đắk Nơ Rót 50,2 mm, Đắk Nông, Đa Quyên, Đức Trọng 62,6 mm, Lâm Đồng. Tỉnh Quảng Nam đã có mưa vừa mưa to như Duôi 66,8 mm, Phước Sơn 38,6 mm. Cụ thể, theo dự báo, các huyện Xí Mần, Quang Bình, Bắc Mê, Hà Giang và Bắc Hà, Lào Cai nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Các tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Đặc biệt các huyện Đắk Mưu, Krông Nô, Tuy Đức, Cư Rút, Đắk Nông, Cát Tiên, Đạ Tẻ, Đức Trọng, Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Đồng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Các huyện Nam Giang, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Theo bản tin nhanh của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi về cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy sẽ có khả năng cao xảy ra tại khu vực các tỉnh Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Bình Định và Gia Lai. Theo đó, trong vòng 6 giờ, từ 8 giờ đến 14 giờ ngày 20 tháng 8, tại các tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Cạn, Bình Định và Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to như Mai Sao 77,4 mm, Lạng Sơn, Yên Thế 54,6 mm, Yên Bái, Nông Thịnh 67,2 mm, Bắc Cạn, Canh Thuận 67,9 mm, Bình Định, Hồ BTD Vĩnh Sơn 80,2 mm, Gia Lai. Theo dự báo, trong 6 giờ tới, tại các tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Cạn, Bình Định và Gia Lai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt là các huyện Yên Bái, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bình, Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn, Hữu Lũng, Bình Gia, Lộc Bình, Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc, Văn Quan, Chi Lăng, Bắc Sơn, Đình Lập, Bắc Cạn, Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, thành phố Bắc Cạn, Bình Định, Vân Canh, Hoài Ân, Phù Cát, Vĩnh Thành, Gia Lai, Cờ Bang, Mang Giang, Đắk Pơ. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Cụ thể, theo dự báo, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Ngày và đêm ngày 20 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.